Đen rồi. Lợi thế lên sớm bị vô hiệu hóa khi chim sẻ rất gần nhà của game thủ. Vâng, 98. Thậm chí là không có thế để công vào cơ. Gặp toàn rừng với lại BBBM. Các bạn thấy nhà ôm nhau mắc minh quá. Chúng ta không công được. Vâng, đấu quân thì lại gần nhà VA đối phương, cung R đội bạn nở ra rất nhanh. Vâng, trận đấu tiếp theo. Bản lề trong trận đấu thứ hai. Vâng, quả đầu 6 cây đi rồi. Trận đấu này thì chúng ta đang xa nhà nhau rất rất xa. Nên đất là xanh mượt dành cho game thủ BB. Bên này thì Hoàng Mai Nhi thì sao? Quả cũng là 6 cây. Gỗ đầu là ok. Vâng, rừng là rừng thông đã có cho Hoàng Mai Nhi trong trận đấu này. Vâng, anh em theo dõi kèo này thì đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ game thủ Hoàng Mai Nhi, rất là game thủ BB. Vâng, anh em đừng quên like fanpage của game thủ Hoàng Mai Nhi và đừng vâng bỏ qua thao tác đó là ấn chuột vào hình cái chuông góc bên tay phải phía trên màn hình của anh em. Một bầy hươu đứng cạnh cánh rừng dừa. Và đây là bầy hươu đầu, cố gắng đẩy nó ra khỏi mép bản đồ. 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, bầy hươu 5 dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Cố gắng đẩy cái bầy hươu này về với nhà chính sớm. Ít nhất chúng ta đã có hai cánh rừng dành cho C của Bách rồi. Vâng, như vậy là bầy hươu đầu tiên 5 con đã về toàn bộ với nhà chính của game thủ Hoàng Mai Nhi. Rồi, chết toàn bộ rất gọn gàng ngăn nắp tại nhà chính. Cái thế rừng cũng không hề đẹp. Thực sự phải nói là như vậy. Và tiếp tục là bài rách. Đến này thì BB viết bài vở như nào. Một bầy hươu bé 4 con. Gỗ đầu xa. Có lẽ là tôi cần một turn cắt cầu làm phép để cho cái bài vở nó tươi thêm một tí. Có lẽ đã cũng lâu lắm rồi thì ông Bi ông không biết cái cảm giác được ăn thịt voi là như nào. Vâng, thêm bầy hươu. Thế đứng hươu này thì không biết có qua nổi được 5 con không đây. Vâng, cảm giác đánh 2 IAC map hu mà đi đập lô nó thốn lắm. Bầy hươu 4 thật. Cạn lời. Tha thu lời. Hươu đầu, hươu 4, hươu phụ, hươu 4. Và rách, không còn gì. Bách bên này bài cũng vớ vẩn. Ăn cái bầy hươu mà xen rừng thế này thì liệu rằng có đặt được S hay không đây. À không, như vậy đã có quá quả phụ rồi. Vâng, BB bên này báo về là đập lô trúng bầy hươu 4. Như vậy là tổng là 3 bầy hươu 4. Bách 27 dân bài này. Vâng, dân Nga đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng,
Bảy yêu trên này thì không đang ăn là rất vương. Hai dân ở đây đến siêu siêu cao ở trong hướng phía 9 giờ và đây sẽ là vị thất BA của game thủ Hoàng Minh. BA. Vâng, và đây sẽ là BM. BB lên bên này thì vâng. Cái bẫy quá sẽ không phải đi bắt, phải bắt đi vòng nữa mới cho ăn. Ở bên kia còn chưa lên đời kìa. Và khả năng đội bạn cũng map cũng nghiệt anh em ạ. Đội bạn khả năng là cũng team. Vâng, đang thiếu 50 thịt nữa. Mike cứ mỗi lần xoắn 8 thịt với 25 thịt. Không, như vậy đội bạn cũng lên muộn hơn mình một chút thôi. Hoàng Mai Nhi bên này đang cố gắng câu con voi với chiếc vest của mình. Con voi này sẽ là giúp cho game thủ Hoàng Mai Nhi được khỏe hơn. Vâng, bánh xe được nâng từ cái đồ hàng bánh gì. Một bài được đóng à rất cao lên hướng 9 giờ. Bên này thì BB cũng đang vâng, cố gắng ra và chuẩn bị kích bánh xe ngay sau đây thôi. Trở lại mặt máy Hoàng Anh nhìn nào. Bài đi dâng Nga và đang cố gắng ăn Hoàng. Bài này đi dâng Nga nhưng mà tôi nhìn theo quan sát của tôi thì Bách cũng không có quá nhiều đồ ăn Hoàng. Không quá nhiều đồ ăn Hoàng. Công luôn cái gì kia, chắc con sư tử thôi, đúng rồi. BB bên này sẽ cố gắng cơ cấu đánh được 4 à. Vâng, turn đầu tiên của Bách đã nở ra và đẩy thẳng luôn. 9 giờ là mục tiêu. Đây. Gặp nhà ai nào. Đây rồi, gặp màu 6, 98 đây rồi. Ruộng 98. Bé đầu ruộng nào. Là một bé. Vâng, đã xua được ruộng chính của U98 và tiếp tục xua bãi gỗ luôn. Pha vé tốt của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và bây giờ thì turn cũng đầu tiên của game thủ U98 cũng đã đẩy ra và chúng ta đã có turn R thứ hai. Mình đẹp anh ơi, mình đẹp đóng nhanh nghe nào. Và tiếp tục đẩy cung R sâu vào. Chúng ta đang nhiều hơn đối thủ một turn cung R. Vâng, một pha đi cung R lỗi đến từ U98. Và bây giờ thì chúng ta đang cố gắng móc máy lên cái phía mà nhà BA của đối phương. Nhưng đấy là một vị trí con răng rất đông cung R. Vâng, làm một cái BG ăn chay luôn và chim sẻ tạt ra. BB tham lại 44. Chơi. Bách đang cố gắng để có thể vẩy e cũng như là giữ dần những cái bãi gỗ của mình. Cố gắng chơi chết nhanh cái đồ U98 nào. Bãi gỗ của Bách đang bị công kìa. Nhấp nháy loạn giữa bản đồ mới là cái gì đấy. Vâng, màu 6 khá yếu rồi. Bắt luôn tên dân to màu 6 này. BB đang ở phía ngoài. Dân cả đấy nha. Vâng, bây giờ thì dân chạy một hướng và quân chạy một hướng. Dân chạy một hướng và quân chạy một hướng. Những pha về để cố gắng kín dân của màu 6. Ở nhà Bạch ơi. Vâng, rất nhiều cung R của chim sẻ. Và bây giờ thì game thủ màu 6, 98 đang tụ được cung R tầm khoảng 20 con. Chim sẻ về. Chim sẻ về quá rát.
Baby timeline 64 bây giờ đẩy về thế Baby solo cùng chim sẻ. Liên tiếp mid đè. BC luôn dành cho BB. Back bên này timeline là 30. Bây giờ thì game thủ BB sẽ về và đánh cực hiệu phát triển đua cùng chim sẻ. Còn bây giờ thì game thủ Hoàng Minh sẽ đi quản nhà màu 6. Nhà của game thủ Hoàng Minh đang bị màu 1 nên từ chim sẻ quản kìa. Vâng, bây giờ thì 98 đang hồi lại nhà chính và bắt thêm 4 dân nữa của 98. Chạy này. BB. BB đã và đang bò bế được cái hướng điểm yếu của mình, đấy là từ nhà của Bách Giang. Và anh đang sẵn sàng được UR ở đây luôn. 98 vẫn đang tụ được UR và turn này chúng ta liệu có bắt được UR của 98 hay không? Chim sẻ vẫn ra đi quản lại nhà của game thủ Hoàng Văn Nhi là cực kỳ rát. Tham lại chỉ là 24 thôi. Vâng, tiện thể đứng đây đốt luôn mấy cái bóng ruộng của 98 đi. Baby tham lại 80. Màu 6 vẫn đang nở được cung rò đều này. Vâng, BB. Đây, BB đang ăn ruộng, ăn được dân ruộng của 16 ở phía trong nhà chính luôn này. Và phải hết tốt. Bách thì đang đấu cung ở phía ngoài, giữ cung R nào. Và người ta ăn được cung R của mình, nhưng ở phía trong nhà chính của người thủ 16, 98 thì đang mất dân ruộng chính. Rất yếu rồi, tham lai còn về 6 thôi. BB tiếp tục cố gắng kinh dân 16. Trận đấu này chim sẻ quản dân rát quá. Chim sẻ công nhà Bi nhá. Đấy bản đồ con kìa, chim sẻ công nhà Bi. Chim sẻ đang di lên. Lượng cung R của chim sẻ cũng đang là khá đông, nhưng có vẻ như vẫn đang không thể đông bằng game thủ BB được. Một pha mất tay và như vậy là BB đã bị bắt được tên cung R đi công ở phía trên nhà của game thủ 16 rồi. Chim sẻ vẫn đang đứng ở phía ngoài thôi, lựa dốc ở phía ngoài. Bị công, bị 16 móc. Vâng, chơi. Chim sẻ cũng không dám lao vào, mặc dù là chúng ta đang phải mất một tên cung R to để thủ cái hướng mà từ màu, cái hướng từ nhà game thủ màu 6 đến 8 sang. Bây giờ thì chim sẻ khả năng sẽ xô vào. Chim sẻ đứng đốt ra của chúng ta. Tham lai lít 3 dành cho game thủ BB. Rất đông cung R của chim sẻ. Màu 6 tiếp tục móc vào vị trí mà ăn thủng rừng. Chúng ta sẽ mất dần, nhưng đội bạn màu 6 sẽ mất quần. Chim sẻ sẽ gì vào khi nhận thấy chúng ta đang đẩy cung R lên để bắt cung R ở phía trên. Cần phải bắt nhanh cung R kia và đẩy cung R về để thủ nhà BA. Vâng, chim sẻ tiếp tục phải giật ra. Còn 3 con cung R đến từ U98. Bây giờ thì phải bắt hết.
nâng đào vàng xong đều cũng ra. Còn tay thì vứt cho Bách một ít đồ để Bách hồi mạnh hơn. Chim sẻ nó vẫn đang đứng ngay mặt nhà BA kìa, bắn nhau tiếp kìa. Chim sẻ vẫn đang đứng lợi dốc ở phía ngoài. Chúng ta không dám manh động đẩy cung gờ ra vì chắc chắn biết được rằng chim sẻ đang đứng hẳn ở trên dốc. Không, chim sẻ đang giật về. Chim sẻ đang bắt đầu giật về. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể leo dốc, cướp lại con dốc của chúng ta, tiếp tục đấu cùng. Bây giờ thì di nhẹ một tên của nhà 16. Tham lai chúng ta đang đi xuống. Có vẻ như chim sẻ kích 4. Tôi nghĩ là như vậy. Không biết là cái chỉ số đào vàng của chim sẻ là bao nhiêu rồi. Vâng, bánh báo về là đào được 2.000 vàng từ chim sẻ. Tôi nghĩ là chim sẻ đã kích 4. Đấy là lý do tại sao tham lai chúng ta đang bị đi xuống. Tham lai chúng ta đang đi được xuống đối với đối phương. Bắt đầu phải đợi. Gặp. Lên 4 thành công. Một thế trận rất khó. Chim sẻ chỉ đứng tên cung R để chúng ta không thể đi công lên nhà chim sẻ được. Và sau đấy ở nhà kích 4. Cố gắng công lên. Những ít phút nữa thì chim sẻ lên được những con hot của IC, chúng ta sẽ là hơi khó. Lượng vàng chúng ta mới sắp xỉ đủ kích thôi. Thiếu một chút nữa thì đủ kích. Vâng, kích lại nào. Ok. Và di nhẹ 16 một tơn. Vâng, cái thế nhà này là không có bãi vàng nào cả. Có một bãi vàng ở ngoài cánh rừng thôi. Và vẻ tốt, bắt toàn bộ cung R của Uchidam. Nhưng bây giờ thì đã đến lúc để chim sẻ chuẩn bị đẩy luôn đấy. Chim sẻ tụ hot vào đây. Vâng, cái thế nhà không hề có vàng đến từ game thủ BB. Thì hot đã đẩy tới nhà của mình rồi. Chúng ta đang đi gần như là một tên gọi là đổ nhà với chim sẻ. Gần như là một tên đổ nhà với chim sẻ. Nhưng chim sẻ đang đứng hot ở phía trong thủ nhà. Hot nó sẽ rất là khác biệt so với cùng đời gì. Quan trọng chúng ta đang lấy số lượng thì chất lượng. Thôi, quyết tỷ số là 1-2. Cái map mà không có vàng dành cho Bi. Map đúng một bãi vàng dành cho Bi mà lại bãi vàng xấu ở bên ngoài.